chị ăn cái đó à, chứ không có như ở nhà khi có cơm tắm á, chạy ngang thì mua cơm tắm, có cái gì ăn cái đó, không có đòi hỏi. Ê quan âm ơi, hộ khẩu cho ông lão hả, nhẹ cái nghiệp của ông lão lại để cho ông lão hả, đỡ cái bệnh của ông lão lại cho ông lão hả, có sức khỏe đi buôn bán nha mẹ quan âm. Còn gia đình của con á, chỉ cần sức khỏe thôi, không cần tiền bạc. Dạ mấy cô chú ơi, nếu coi được đoạn clip này á, nhớ giúp đỡ lỡ cho ông lão và những chỗ khác có nhiều người khó khăn. Cô chú á, nhớ điện cho những chú này để giúp. Cô bác quý anh chị à, thì trên đoạn đường đi về thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang thì hôm trước Quỳ Hồ có quay hoàn cảnh của một cái ông lão á, sống ở trong dưới những cái tán cây như thế này. Có đứa bé rất là dễ thương, đó là bé Hoàng Anh. Thì mọi người nói là quay về cái hoàn cảnh của bé này, xem cái cách đối đáp và tại sao nhìn thấy bé rất là dễ thương và muốn tìm hiểu về bé. Thì hôm nay thì Bùi Hồ, em Phong Bùi cũng như là để đến đây để mà tìm hiểu về cái cuộc sống của bé nha. Con hư chú này năm nay con 8 tuổi. Khá là dễ thương ha. Thưa Hoàng Anh thì 8 tuổi, vừa nướng khoai nè, vừa bán chuối nè, phụ mẹ phụ gia đình. Trò chuyện về cái quầy hàng của cháu đi. Đây là cái quầy con bán những món gì, giới thiệu cho cô bác anh chị nghe đi. Thưa cô chú và các anh chị, con bán khoai, bán chuối và bán cành hại luôn. Kinh quá. Rồi giới thiệu giá là luôn. Dạ, khoai á là 1kg 4 chột, chuối á hả 25, 2 chột 10.000, 15. Thôi là 1kg là 40 là nướng chứ con. Dạ rồi. Ở chuối là 20. Dạ 20, 15. 15 ví dụ như, người ta mua ký chuối, ký khoai, ký ấy con có bớt không? Dạ cái này á là con không có biết được. Tại cái này á là chốt của mẹ con. Mẹ con cho bớt thì con mới bớt được. Còn mẹ con không cho, con không có biết. Vốn của mẹ, vốn của mẹ. Vốn mẹ. Bây giờ vậy nè, nó nhỏ nhỏ xíu không cho cô chú không để ý không? Bán 1kg khoai vậy mẹ lời bao nhiêu? Dạ, mẹ con với con là ít lắm, là có mấy chục ngàn đủ ăn nè. Không, ý nó bán 1kg này con nướng thì con lời được bao nhiêu? Dạ 1kg này con bán con nướng lời bao nhiêu? Vậy lời nửa rồi nha. Lời ít lắm. Lời ít lắm là cưng. Dạ là 12.000, đâu có lời được đâu mà. Nấu từ nướng từ này tới xa, tới từ tối nè, từ này tới xa, tối á là ba bịch pha, ba bịch than lận. Than nhiêu ký? Than ký 12.000, lên rồi. Vậy? Dạ lên rồi. Lên giá, lên giá rồi. Lúc trước là nhiêu? Dạ, lúc trước cái con còn nhỏ xíu nên con không có biết, mà giờ lên rồi. Rồi khoai này là khoai gì chú, mấy chú không dạ, biết nè. Khoai này là khoai Tà Lạt. Tà Lạt. Khoai Tà Lạt đúng không? Dạ. Bây giờ chú lấy cái củ này chú ăn thử được không? Dạ được. Ví dụ như mấy chú không có tiền là con có bán thiếu được không? Cái củ này con có tính tiền cho chú bao nhiêu? Dạ không, cái này con tặng cho mấy chú. Ôi trời ơi trời. Nhưng mà con nói con lời ít lắm mà tặng nữa là lấy đâu ra, bữa nay lấy đâu ra lại. Dạ, tại vì hả, mấy chú á giúp cho ít người nè, mấy chú thì lời lắm. Mấy chú làm không được nhiên nên con tặng là xứng đáng. Ôi trời ơi trời. Ôi trời ơi trời. Ủa nói chuyện có mấy tuổi mà nói chuyện. Nói chuyện sợ lắm. Rồi bây giờ đi qua bên đó giới thiệu các sản phẩm cho chú đi ha. À, giới thiệu đi. Cưng quá trời cưng luôn. Đây để chú đẩy cho con qua, con qua giới thiệu đây. Rồi đứng ở trong đó đi ngang qua con, đứng ở trong đó. Hoàng Anh ha. Rồi bây giờ con Hoàng Anh giới thiệu, tự giới thiệu, tự bán sản phẩm của mình đi. Dạ cái này là rải chuối nè, 2 chục nè, 25 nè, 2 chục nữa nè, 15 là mấy nãy nhà khó tốt 200 luôn. Chuối này là chuối gì? Xin đen nữa. Còn cái này nữa con. Dạ cái này là gà thoại. Con bán nhiêu hộp? Dạ hộp con có bán con rác thành cây á bán. Con rác đây, rác đây cô chú xem đi. Dạ. Đó. Rác thành cây con mới bán chứ để hộp là con không có bán ha. Dạ đúng rồi. Sao vậy? Lỡ người ta không biết gắn. Người ta lớn tuổi con sao ta không biết gắn được? Còn lỡ mấy người không biết gắn, không gắn được gãy đền. Gãy gì đền?
Hồi nãy con nói là con 12 tuổi hả? Dạ, 8 tuổi. 8 tuổi rồi, con có đi học không? Dạ có. Rồi bán buôn vậy sao con đi học? Dạ, tại vì dịch bệnh con có đi học được, nên sao con học. Rồi. Nghỉ rồi. Cây đó là con gáp xong là con bán giá bao nhiêu? Dạ, 6 chục, có lại 3 chục, có lại 3 lộn, có lại 35 hạt, không có lại 3 chục. À. Dạ, 4 chục à. Làm một cây vậy con làm bao nhiêu? Dạ, cây này con lời được có 5k. 5k. K là gì ta? Dạ. K là gì? K không biết là con thấy gì nói con nói kêu. Đừng nghe. Con bán hàng vậy được bao lâu rồi? Dạ. Con dạ, bán con bao bán lâu? Hàng được 2 tháng rồi. 2 tháng hả? 2 tháng mà lành quá ha. Dạ. Chú ơi chú. Cái đồ gắn của cái này đâu rồi chú? Cái cổ đâu rồi? Đây. Không, cái này nha, không phải là cái này. Cái cổ chú Phong là mất. Con thường nói cái câu gì các cô các chú gì đó xem kênh sao? Dạ, các cô các chú nhớ like cho cái chú này và nhớ đăng ký, nhớ đổ chuông nữa nha. Nhớ đổ chuông ha. Dạ. Đổ chuông ủng hộ bé Hoàng Anh ha. Động lực để giúp nhiều người hát nữa nha. Có nghĩa có nhiều động lực. Mà chú đây là 20.000 một ký. Con cân hay bán buồn vậy? Dạ con bán hiện nãy, không con bán theo kia. 20.000 tính ra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tính ra khoảng hơn 1.000 một trái. Đúng rồi. 1.000 một trái chuối. Chuối này là nhà con trồng hay là mẹ lấy của người ta bán lại? À. Lấy xa lắm mà không lời nhiều. Tiền xăng của này lên giá quá trời luôn. Xăng giờ bao nhiêu một ký? À lòng 1 lít. Dạ 1 lít 3 chục. Ờ đúng rồi. Sao bán nãy chú rẻ hơn lít xăng rồi? Dạ tại vì á hả, bán ở đây không lời. Nên nó bán rẻ lại cho nhiều cô chú biết cao nhà muốn hộ con. Nếu như mà muốn mua ghé ủng hộ quầy của con này, ghé địa chỉ nào nói cho cô chú biết coi. Dạ địa chỉ thì con không có ganh. Ừ. Mẹ tên gì đó? Mẹ tên dạ, gì? Mẹ con tên á là Nguyễn Hiền. À. À, chia sẻ với cô bác anh chị á là khi nãy trước khi ghi hình á là tụi mình có gửi là thấy bé dễ thương quá thì nói với mẹ của bé là muốn là nhận bé về nuôi thì mẹ bé nó đồng ý rồi, muốn à, sang tên đổi chủ luôn. À. Bây giờ biết là con sao? Bây giờ là sao? Muốn mẹ... ở với mẹ con à. Bây giờ mấy chú đưa lên Sài Gòn á học à, không cần phải làm vất vả này nha. Thôi, con lên lớn mà. Nhưng mà con ở chỗ khác con được ở nhà lầu đi xe ô tô nè. Thôi không cần, ở cái đó con không cần giật chặt, con chỉ cần mẹ con thôi à. Sao không cần? Tại con sao không cần giật chặt? Ờ. Tại mẹ con để con ra 9 tháng 10 ngày là ăn cực khổ lắm. Ờ khóc luôn rồi. Ờ sao con khóc? Sao con khóc rồi? Tại con không có yêu mẹ, con không ở với mẹ con à. À, mấy chú giỡn đó. Mẹ giỡn, mẹ qua đây, mẹ qua đây, mẹ qua đây. Thương mẹ quá à. Mấy chú giỡn, mấy chú giỡn. Thôi à. Mẹ nói mẹ giỡn đi. Mẹ để cho mẹ giỡn á. Mẹ giỡn với mấy chú chứ không có cho con. Rồi bây giờ qua giới thiệu mấy cái kia cho mấy chú tiếp đi. Trời chưa. Dễ thương ghê á. Cái này là kiến bảo hộ nè. Kiến bảo hộ đó làm gì Hoàng Anh? Để chống Covid, để con chú đi làm ăn xa nuôi con cái. Rồi cái này là chân trả xe. Lỗ xịn. Xịn là sao? Bây giờ 150 là một cái. Dạ. À, mua 3 cái có giảm không? Dạ không. Tại cái này không có lời. Còn cái điện thoại này á là cái màu đen lộn này là 60 nè, 50 nè, và cái lùng là 40. Trời ơi, gạch hết sức chưa? 60. Xong để vô con, để vô. Lắm hết hả? 35 còn cây đúng, còn cây 35. Mà cái này là con bán rồi về con bỏ ống heo hay là con đưa mẹ để mua đồ nấu cơm cho gia đình ăn? Dạ con đưa cho mẹ con nấu cơm cho cả gia đình ăn luôn. Sao con không để dành ống heo? Dạ thôi, mẹ con mua con mà, để dành chi? Dạ cái này là cây cồn.
cách sử dụng sao tụi chú đâu biết đâu. Bao nhiêu con? Dạ, cây này á là 60. 60. Dạ. Đó. Cho khách sử dụng thử luôn hả? Đâu bao thử. Nãy giờ sáng giờ là mấy anh em ở đây khoảng 1 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy có khách nào đến mua nè. Thì không biết là trong ngày của con khung giờ nào là người ta mua nhiều nhất? Dạ dạ, buổi sáng có nhiều người đi làm họ sẽ ghé mua. Nên mẹ con thức từ 5 giờ mấy để dọn dẹp với có nhiều người mua không? Ôi, con thức với mẹ luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi. 5 giờ là con đã thức dậy vậy rồi. Dạ. À. 5 giờ là mẹ con dọn qua gần 6 giờ á là con thức dậy. Con phụ mẹ con dọn dẹp đống này để á có nhiều người mua ủng hộ mẹ con có tiền mẹ con nuôi con. Mấy giờ con với mẹ con mới dọn vô? Dạ là 6 giờ 5 giờ. 6 giờ 5 giờ. Dạ. Có nhiều lúc dọn sớm có nhiều lúc dọn trễ. Rồi buổi trưa hai mẹ con ăn uống sao? Dạ thì ăn cái đó à. Chứ không có như ở nhà. Khi có cơm tắm á chạy ngang thì mua cơm tắm, có cái gì ăn cái đó không có đại hỏi. Nhưng mà đó giờ là con thèm ăn món gì nhất cho chia sẻ cho cô chú anh chị được rõ. Dạ con thích nhất á là ăn cơm của mẹ nấu. Trời. Tại sao ví dụ như cơm tắm á người ta có sườn nè, có miếng sườn ngon nè, mẹ nấu đâu nào mẹ mua được miếng sườn cho con ăn đâu? Dạ nhưng mà cái này cũng là chính tay mẹ con nấu ngon hơn mọi người nấu. Trời ơi. Trả lời. Lanh ghê ha. Lanh quá. Mà lại rất là nói chuyện dễ thương, mở miệng ra có tiếng mẹ liền luôn á. Nhưng mà có tiếng nha, dạ liền. Bây giờ mẹ con đi chợ mua một cái phần cơm mà có miếng sườn á là mẹ tốn 100 ngàn. Còn mẹ ra ngồi tiệm quán ăn mẹ mua khoảng hộp cơm có 30 ngàn à. Là được ăn ngon, rẻ tiền hơn. Vậy con nhưng thích nào? Nhưng mà mẹ tiền mà cái đó chỉ ăn được một lần, còn mẹ con nấu ăn được một ngày là ăn. tính kinh tế luôn. Thôi bây giờ vậy, con mấy chú thấy con là bán ở trước cái quầy hàng này. Rồi phía sau có cái ông lão. Bây giờ con dẫn mấy chú vào thăm ông lão luôn đi. Rồi giới thiệu quầy hàng nữa ha. Dạ. Con là con mấy anh chị em con... Dạ. Dạ ba người. Con là thứ mấy? Dạ con thứ Úc. Úc còn là... Còn... Dạ con chỉ hai con là đi lấy chồng rồi. Rồi anh con lớn. Anh ba của con thì đi làm rồi. À, dạ. Cần hàng. Có bánh tráng nướng rồi vậy? Con có bán bánh tráng nướng hay dạ, sao? Có, đầy đủ luôn. Rồi sao chú không thấy? Dạ, tại giờ này chưa dọn, 2 giờ mới dọn ra bán. Mà con nướng hay là mẹ nướng? Dạ, mẹ con nướng. Thì con làm có công việc gì để phụ? Dạ, con mở bọc nè, con đưa cho hách nè. Đưa cho hách. Để đường nữa luôn mọi người. Bây giờ con bỏ vô bọc rồi đưa cho hách đi. Mà bọc dơ, lấy bọc mới cho hách. À, đúng rồi, lấy bọc mới cho hách đi. Rồi đó con học lớp 2 là con nghỉ hả? Rồi dạ, Covid con nghỉ. Dạ đúng rồi. Con có thuộc bài thơ nào của thầy cô dạy không? Dạ không, con lâu quá à, không nhớ. Hay là cái bài hát nào đó? Dạ. Con có thuộc bài hát nào của thiếu nhi không? Cho mọi người bài đi. Dạ không. Con biết cũng là ngon không? Bí kíp nhân tại đây con chia sẻ cho mấy cô chú biết được là đi tới mua khoai lang thì lựa quả nào, củ nào ngon để củ nào á. Cô chú biết cơ chứ lựa con còn nhỏ nên con lựa không ngon, đừng có dặn con. Nhưng mà cái củ dài với củ tròn, củ nào lợi hơn, mua củ nào? Dạ con thấy hai củ đều lợi như nhau. Củ dài á ăn được nhiều người hơn mẹ, củ tròn ăn á mình á ăn mình ơn. Rồi cái này là cho ông cụ phía sau ha. Cho ông cụ. Đúng. Rồi con ra con thăm dẫn mọi người. Rồi coi con không cân, coi mẹ có cân gì không? Có nhiều đâu mà phải cân. Cho ông lão không có tính toán. Cho ông lão không có tính toán. Củ này chúng tôi cân lại ha. Củ này là 4 lạng, 1 kg là nãy là 40 ngàn đúng không? Đúng rồi. Thì 4 lạng là 16 ngàn. 16 ngàn. Tham quan ông lão nha. Ôi trời ơi trời. Mọi người thấy không? Bé khi mà bé đưa cho ông á là bé đưa hai tay luôn. Ừ. Con ngồi đây. Con nói với mấy chú nha, vậy nè.
là chắc là mẹ con kiếp trước á có nợ ông lão cái gì đó, cho nên kiếp này là gắn kết với ông lão, có nghĩa là nhiều lúc là muốn tìm một cái bến khác để bán, nhưng mà vì cu mang ông lão mẹ con phải bán ở bến này, dù bán ở ngay tại vị trí này thì ít người qua lại mà bán buôn không có được đắt khách như những chỗ khác. Thì con nghe vậy con hiểu ý mẹ không? Dạ, cái này là ý mẹ con muốn nói á, là ở đây giúp đỡ cho mọi người. Như cô chú á, mà có thương mọi người á, nhớ điện cho những chú này để giúp cho mọi người. Ôi, thương ghê không? Giờ vậy con nhắn nhủ gì cho mấy cô chú nếu xem được đoạn clip này giúp giùm cho ông lão? Dạ, mấy cô chú ơi, nếu coi được đoạn clip này á, nhớ giúp đỡ cho ông lão và những chỗ khác có nhiều người khó khăn. Cô chú á, nhớ điện cho những chú này để giúp. À, nếu như là sau này lớn lên thì con sẽ làm gì? Dạ con làm thêm mấy chú giúp đỡ. Ừ. Để con nghĩ kỹ rồi. Con suy nghĩ kỹ rồi hả? Dạ. Con làm công việc gì để đi như mấy chú, đi theo mấy chú? Dạ con á đi làm YouTube nè, để con sẽ để số điện thoại của con lên những màn hình YouTube để cho cô chú biết, cô chú điện để giúp nhiều người khác nữa. Nhưng mà con là con gái thì đi xa rất là mệt, con không sợ mình mệt sao? Dạ không, mệt thì có gì bằng giúp người ta đâu. Người ta là cái phước. Giúp người ta là cơ phước rồi, trời. Chú hỏi thăm nha, đó giờ con xem cái clip á, con thấy cái clip nào mà con ấn tượng không? Dạ ấn tượng nhất đó là một ông già ăn kiến đi sống qua ngày. Ăn gì? Ăn kiến. Ăn kiến, ăn con kiến á. Ăn kiến sống qua ngày. Con biết ông nó ở đâu không? Dạ không, cái này là mẹ con phải đắt lên cho con coi. Con thấy ông lão đó là sao, con tội nghiệp. Tại hương nhất đó, là ông lão ở trong đó, cái chỗ đó, rất là nhiều mũi nè, không có nhân mũi như ông lão trong đây. Và ông đó không có cái gì để ăn, phải ăn kiến sống qua ngày. Wow. Con mở YouTube lên thì con thường xem cái nội dung gì nhiều nhất? Dạ con coi gì giúp đỡ người già và những hoàn cảnh khó khăn khác ạ. Tại sao con không xem những cái clip như là game nè, rồi những cái trò chơi điện tử nè mà con lại coi? Dạ những cái coi cái đó không giúp ích được cho mình, sẽ hại não của mình nữa, nên con phải coi những YouTube hơn. Cái đó là mẹ con dạy hay là cô con dạy? Dạ không ai dạy con hết trơn. Chứ sao con nhận biết được? Dạ con coi YouTube nè, con coi gì mạng xã hội nè, con mới biết được. Rồi mẹ có thường dạy con tối ở nhà thường cúng lại niệm Phật đồ không? Dạ có. Mẹ con còn hỉnh niệm Quan Âm nữa để cho con dễ ông Bảy niệm Phật, để cho bất nghiệp. À nhớ từ Quan Âm ngoài trước là của ai? Nhà dạ, ông Bảy đó. Dạ cái này á là mẹ con ghen là của người ta cho mẹ con gọi là hỉnh đi cho lịch sự để á, cho ông Bảy niệm Phật. À đây là tượng mẹ Quan Âm nè, con xuống đây đi Hoàng Anh. Khi mà đứng trước tượng mẹ Quan Âm thì con sẽ giấy và nói điều gì? Dạ con muốn là mẹ Quan Âm bao dung bộc lộ giúp cho nhiều người khác nữa à. Đâu con thường giấy sao đâu. Ôi nước à. Con có thường đốt nhang cho mẹ Quan Âm không? Dạ nhang á thì mỗi lần chị mưa gió thì nó sẽ bay nè, nó sẽ gớt nè, nên giờ mẹ con á cắt vô tủ rồi. Chia sẻ thêm với mọi người, bức tượng này cũng là chắc là bức tượng xin thỉnh ở đâu á, cũ lại rồi, bị xuất phát hai cái cánh tay, mọi người thấy không? Và ở đây thì dùng băng keo quấn lại, dán gãy luôn cả cái tượng đầu luôn. Và dân ở đây thì thắp nhang thường xuyên, cho nên là mình thấy là có những cây nhang vừa mới cắm ngày hôm qua kìa. Và không biết là hàng ngày thì ai là người thắp nhang vậy con? Vậy là con. Đó. Ồ, con thắp nhang thì con sẽ nói là điều gì? Con sẽ cầu cho những người hết hả may mắn nè, đầy sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt, để giúp cho nhiều người hết. Rồi dạ. Con ra nói với mẹ Quan Âm là độ cho mẹ con bán đắt không? Dạ bán đắt không quan trọng bằng sức khỏe. Sức khỏe mới có tiền chứ, mới có tiền làm chứ, mới có sức khỏe làm thì mới có tiền. Vậy là cầu mẹ Quan Âm ban cho cái sức khỏe trước tiên. Dạ. Rồi rồi bây giờ như này, bây giờ con khấn vái gì làm sao cho cuộc sống của ông lão cũng như gia đình con nó có sự thay đổi đi. Con dạ, con để chai nước xuống đi. Mẹ Quan Âm ơi, hộ đạo cho ông lão hả, nhẹ cái nghiệp của ông lão lại, để cho ông lão hả đỡ cái bệnh của ông lão lại, cho ông lão hả có sức khỏe đi buôn bán nha mẹ Quan Âm. Còn gia đình của con chỉ cần sức khỏe thôi, không cần tiền bạc.
cái nghiệp là sao, con nghe nói là mẹ Quan Âm là cho ông lão bớt cái nghiệp lại là sao chú không hiểu? Dạ, cái này là con là chưa có đi chùa, con nghe những ngày tu nói là cái nghiệp được cái trước giờ cái nay mình phải lãnh hết. À, là mình phải trả nghiệp hết rồi mình phải lãnh. Dạ. Ừ. Bây giờ như vậy con, hôm nay thì mấy chú tình cờ đi ngang qua thì mấy chú có món quà từ cái chú Trương Hữu Sang ở quận 11 á, mấy chú gửi cho con, thì con không biết con nếu mà số tiền này con tính sử dụng làm gì? 1 triệu. Dạ, dạ 1 triệu con sẽ đưa cho mẹ con vợ để có nhiều bạn nào vâng để giúp đỡ nhiều người khác, chứ mẹ con sẽ lấy những món đồ về buôn bán à. Cháu hay đọc. Rồi con nhận đi. Con nói lời cảm ơn với chú đi. Chú gì Phong? Dạ con cảm ơn chú Phong. Con này á là tiền của chú Phong. Dạ. Chú Phong cho ông lão thì con gửi cho ông lão đi. Dạ ông lão ơi, cái này là tiền của chú Phong gửi cho ông lão. Chú Phong gửi cho ông lão 500 ngàn. 500 ngàn tờ này đi chú. Không biết tiền. Con biết tờ này bao nhiêu? Tờ 100. 100. Rồi. 100 nữa là 200. 200. 400. 400 rồi. 400 nữa học biết. 500. Tờ này. 500 luôn. 500 với 500 là bao nhiêu? Dạ là 1 triệu. Rồi tờ này nữa, 1 triệu với 500. Dạ 1 triệu rưỡi. Vậy thì con cho ông lão 500 thì con cho làm sao? Dạ, ông lão ơi, cái này là của chú á. Chú gì con quên này? Phong. Chú Phong. Gỡ ra cho ông lão 500. Cháu dạ, rất mà, rất mà. Cảm ơn cháu. Đây. Cháu. Đừng chết, chính chết tôi đó, chết chết cháu. Con mời ông chút chịu hết vô, cái này cũng có hôn. Ông nói gì? Cảm ơn chú Phong, con hay mà. Chú ông chú lão chú với mọi người. Còn 1 triệu này là chú Trương Phổ Sang ở quận 11. Còn 1 triệu này là chú Sang ở quận Trương 11. Chú dạ Sang ở quận 11. Chú Sang ở quận 11. Dạ con cảm ơn hai chú đã giúp đỡ con và ông lão ạ. Cảm ơn cha. Cảm ơn mấy bạn. Rồi chắc bố chào bạn. Mọi người bố luôn ha. Vô bạn. Hoa dạ con xin chào mọi người. Mọi người nhớ like và bấm đăng ký cho mấy chú nha mọi người. Cảm ơn mọi người ha. Rồi. Bye bye. À, con gửi cho mẹ đi không mất. Rồi cái hết mưa này bị đổi ra liền à, tại nó hầm đó. Tại vì mưa bà đi rồi quay thì trời mưa mà cái cảnh của bé phụ mẹ đó mình nhìn thấy thương ghê luôn mọi người. Trời mưa à, con chui ra đó đốt mưa ha. Thank you.